Hello, xin chào mọi người. Thì trước mắt mọi người là ba mẫu cần dựng của hãng cần cốt lay mà thời gian qua được mọi người tin dùng và mua sử dụng rất là nhiều cái dòng cần này nha mọi người. Thì mẫu cần dựng này chuyên đánh bạo lực cho mọi người đánh câu hồ dạng câu câu giải nha mọi người, câu giải hoặc là câu hồ giải trí là ok, hoặc là đánh những nơi có những con cá to, cá khủng nha mọi người. Thì hiện tại bên đạn là ba mẫu này, là mẫu thứ nhất là mẫu Hơ lây nha mọi người, dòng cần của Cốt Lay đó, mẫu Hơ lây. Và mẫu tiếp theo là mẫu Nagasaki đó, Nagasaki. Và một mẫu nữa là mẫu trâm nha mọi người. Thì ba mẫu này nó có size 3 m và 3 m 2. Thì 3 m á thì nó sẽ rơi vào mẫu Hơ lây và Nagasaki. Thì đang hiện tại còn 3 m và 3 m 2 thì là cái mẫu trâm nha mọi người. Đó, màu thì cây này màu xanh lá, trâm thì màu xanh lá. Còn Nagasaki thì màu cam. Còn màu cây của Hơ lây thì màu đó là chủ yếu màu trắng và màu xanh xanh nhạt một chút nha mọi người. Thì hiện tại mẫu ba mẫu này thì mẫu hai mẫu trâm và mẫu Nagasaki thì sẽ bằng giá với nhau. Còn mẫu Hơ lây thì giá nó cao hơn một chút xíu, là do cái dàn khoen khoen của thằng Hơ lây là khoen Fuji, đây là khắc Fuji mấy dưới này nha, và Fuji của nó là Fuji Akonai đó, và bát máy là bát Fuji tem vàng. Còn hai mẫu này chúng ta là vẫn là khoen Fuji luôn, Nawasaki và cây trâm vẫn là Fuji. Đây vẫn là khoen Fuji, nhưng mà Fuji của nó là Fuji thường hơn nên giá nó rẻ hơn. Và cái bát máy vẫn là bát Fuji, nhưng mà bát Fuji chìm. Và cây trâm vẫn vậy, cây trâm thì nó vẫn giống như cái cây Nagasaki thôi, vẫn là Fuji thường và bát máy Fuji chìm. Đó, thì bát máy thì thằng nào cũng là Fuji hết, dặn cũng rất là trơn tru nhưng mà rất là êm. Nên cái kiểu bát nó làm tem chìm và tem vàng, nó làm khác kiểu chút xíu thôi. Nhưng về chất lượng thì vẫn như nhau. Còn cây này nó mắc hơn chút xíu là do cái bộ khoen của nó. Khoen nó cái sứ nè, mình nhìn hai cái sứ nó khác nhau. À, người so sánh giữa hai cái sứ. Sứ của thằng Fuji Akonai thì nó ngã xanh một chút xíu nè. Nó ngã xanh hơn một chút xíu. Còn sứ của thằng Fuji thường vẫn là sứ tròn nha mọi người, sứ tròn. Và sứ nó màu hơi xám xám một tí xíu. Mọi người nhìn kỹ thì sẽ để ý sẽ thấy thôi. À, bên đây nó ngã xanh nè. Là Fuji Akonai, còn bên đây thì chỉ màu xám. Đó, để gần là mọi người dễ hình dung hơn. Nên cây Hơ lây chúng ta cái sứ nó cao cấp hơn một chút xíu thì giá nó hơi nhỉnh hơn tí xíu. Còn lại tất cả các thông số cần thì như nhau nha mọi người. Cần thì dạng cán mút EVA, mút cứng nha mọi người. Mút cứng, mút kiểu nè. Ba mẫu như nhau hết nha mọi người. Chung về lực tải rồi phôi cần rồi mút. Đó, mút EVA cứng đều như nhau hết, cần là dạng dạng cần cán hở 3 khúc, thì phía trên này một khúc và tới cái bát máy và tới một khúc mút, và phía dưới này là một đoạn mút nữa. Thì chiều dài của chúng ta thì khoảng 80 cm từ cái gốc lên tới hết mút nha mọi người, đó khoảng 80 cm. Và cái phôi chúng ta là phôi carbon sắn caro. Tất cả ba mẫu đều là carbon sắn caro cùng một chất liệu.
Và đây một số cảnh báo của cái nhà sản xuất thôi. Sấm sét, dây điện nè, hai volume carbon nè, carbon dày nè, carbon này tới 3 lớp nha mọi người, 3K đó, 3K. Thì trên cây đây, cây Nawasaki chúng ta nó để hẳn luôn nè, carbon 3 lớp đó. Tất cả các ba mẫu chúng ta đều là phôi carbon 3K hết. Về thiết kế cần thì thiết kế như nhau luôn nha mọi người, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Nó đi chỉ nè, nó đi chỉ thì thằng kia đi chỉ xanh, thằng chỉ cam, và này chỉ xanh trắng. Nó chỉ khác nhau cái màu chỉ cần thôi, đều là cái thương hiệu của Cotline nè, logo của Cotline. Nó phôi phôi carbon sắn caro nhìn rất là đẹp nha mọi người, nhìn cái phôi nó rất là đẹp, và nó tới 3 lớp. Và ba mẫu cần chúng ta đều là khoen khoen cánh bướm, khoen cánh bướm cũng vừa phải nhưng mà khoảng 3 ngón tay này, hơn 3 ngón tay là một chút. Và cần chúng ta là dạng gốc gốc trùm lấy ngọn nha mọi người, khớp nối á, khớp nối dạng gốc trùm vô ngọn nè. Đó, trên ngọn sẽ đóng vào cái khúc gốc đó. Và mọi người để ý, cần mới chúng ta là không bao giờ nó sát trên đây được nha mọi người. Một số anh em mua về thấy nó không sát, đem nắm tay nè, đầu đọt cần là vọng vọng xuống đất, vọng xuống đất cho nó sát tới đây luôn, và câu xong rồi không biết cách nào gỡ ra hết, nó dính cứng luôn nha mọi người. Vì cần mới chúng ta gắm vô cái độ cứng vừa phải đó, vừa phải để chúng ta câu là ok. Bởi vì cước chúng ta đi tinh khoen đó, cước nó đi tinh khoen và nó xuống trực tiếp vô mô bin của máy, và nó ra cái đầu bu, nó không ảnh hưởng gì nha, không sợ nó xúc cái đâu. Nên mọi người chỉ gắm vô mức độ vừa phải đó, rồi chúng ta rút ra đó, vừa phải tới cái mức nào đó thôi là chúng ta rút ra rất là dễ dàng, và nó cũng rất là cứng, nên người yên tâm không bao giờ giục được nha. Chứ đừng đóng xuống đất rồi nó lên sét luôn, và tới chừng rút ra là không rút được, khó lắm nha mọi người. Đó cũng một số lưu ý, vì có trường hợp bị rồi nha mọi người. Đó, thì cần của chúng ta tổng cộng là có 8 khoen, 8 khoen tính luôn đầu bu nha mọi người. Nếu không tính đầu bu là có 7 khoen cộng một đầu bu, thì đọc luôn 8 cho nó tiện. Và đọt cần của chúng ta là 4 ly nha mọi người. Đây, đọt cần chúng ta là 4 ly. Ok, đang đo cho mọi người xem luôn cái đọt cần. Đó, đọt cần của chúng ta là 4 ly, là 4.0 mm á. Cả ba cây đọt bằng nhau hết nha mọi người. Ba mẫu, mẫu Herlay và mẫu Nagasaki và mẫu Trump. Đọt cần chúng ta đều là 4 ly hết. Đó, thì với ba mẫu này, ba mẫu cần này thì cho anh em về đánh giải nha. Đó, nại cá vô tư luôn. Rất là khỏe. Trọng lượng cần thì khoảng 460 gram nha mọi người. Khoảng 460 gram cho cái dòng cần này của chúng ta. Thì cần này chúng ta lắp con máy Ryobi 7.000 hoặc 8.000 nữa thì quá tuyệt vời cho chúng ta đi đánh cá lớn này, thoải mái luôn. Và ba mẫu cần này bên rạng bán cũng rất là lâu rồi nha mọi người, lâu rồi. Thì cái phản hồi của anh em rất là tốt về mẫu này. Thì cái phản hồi của anh em về ba mẫu cần này đều rất là tốt. Và mọi người chỉ thích cái màu nào, thích cái màu nào thì lấy màu đó. Còn về chất lượng thì nó như nhau giữa hai mẫu Nawasaki và mẫu Trump. Chỉ cao cấp hơn chút xíu thì cái mẫu Herlay chúng ta do cái dàn khoen, dàn khoen nó là khoen tốt hơn chút xíu nên giá nó hơi cao. Thì giá của cái
dòng sản phẩm này, cây trâm và cây Nawasaki nè, hai cây này nếu 3 mét là 1 triệu 150 ngàn nha mọi người. Đó, 3 mét là 1 triệu 150 ngàn thôi. Và 3 mét 2, 3 mét 2 của nó là 1 triệu 2. 3 mét 2 là 1 triệu 2 nha mọi người. Đó, còn mẫu hôm nay chúng ta thì cao hơn chút xíu. Hôm nay chúng ta nếu mà 3 mét á, 3 mét nó đến 1 triệu 4. Nó cao hơn những cái mẫu này. 3 mét cái này là 1 triệu 4 nha mọi người. Đó, size 3 mét. Nó cao hơn hai mẫu này một chút xíu. Thì tùy vào cái sở thích của mọi người thôi. Mọi người hợp nhãn cái dòng nào thì lấy cái dòng đó. Còn về chất lượng thì đảm bảo với mọi người ba dòng này thì chất lượng như nhau. Đó, rồi ok, thì anh xin nhắc lại giá của cái con này. Nếu mà cây trâm và cây Nawasaki thì sẽ cùng một giá nha mọi người. Đó, hai thằng này sẽ cùng một giá. 3 mét của nó là 1 triệu 150 ngàn. Và 3m2. 3m2 thì là 1 triệu 2. Đó, còn thằng Herlay thì 3m của nó là 1 triệu 4. Giá nó sẽ nhỉnh hơn hai thằng kia một tí xíu. Thì giá thì chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển toàn quốc cho cái dòng cần này thì khoảng 40 ngàn nữa thôi. Và cần thì bên Rạng sẽ cho bọc chống sốc lại và cho vào ống nước đàng hoàng nha mọi người. Đó, ngoài ra thì dòng cần này nó sẽ có một cái bao sẵn cho mọi người rồi. Bao dạng bao bao vải này nha mọi người. Bao để đựng cần chúng ta à, bao vải đựng cần chúng ta tránh cần chúng ta bị trầy xước luôn nè. Nó có sẵn cho mình cái bao vải thì là sẽ cho vào cái chống sốc và cho vào ống nước nên hàng đến tay mọi người yên tâm. Và tất cả các sản phẩm bên shop Rạng đều cho mọi người xem hàng hết nha mọi người. Khi hàng đến tay mọi người khui cần ra kiểm tra cần đó, xem cần và ok thì trả tiền cho người giao hàng. Mọi người cứ yên tâm, bên shop Rạng giới thiệu thế nào thì Rạng sẽ gửi đúng như thế đó cho mọi người, nên mọi người một số anh em tin tưởng và cứ nhận và không xem thì mọi người biết là tin tưởng nhưng đừng như vậy, cứ xem hàng hết mọi người, bị gì trên đường vận chuyển nó còn nhiều vấn đề xảy ra nữa, nên khi đến tay mọi người cứ kiểm tra giúp Rạng và Rạng khuyến khích mọi người xem và bắt buộc xem hàng nó xem bên Rạng gửi cái gì. Chứ nếu mà bỏ cái cây cần bậy bạ vô đó gửi cho mọi người tới đó bắt buộc mọi người lấy thì sao được, nên khi mà đến tay mọi người khui ra xem cần xong ok thì trả tiền cho người giao hàng giúp cho shop Rạng. Rồi ok, mọi người đặt hàng thì liên hệ shop Rạng qua hai số điện thoại để phía trên này nha mọi người. Hai số mọi người gọi số nào cũng được hết, hoặc là mọi người kết bạn qua Zalo, Facebook thì Zalo có thể là có khi bị đầy á, mọi người cứ lấy số Zalo và nhắn tin là được rồi, vì bên shop Rạng sẽ thấy tin nhắn của mọi người và trả lời cho mọi người thôi. Hoặc là mọi người ở gần gần shop thì shop đang có để địa chỉ ở phía dưới này, mọi người ở gần thì có thể đến xem hàng và lấy luôn. Thì nếu ở khu vực quận quận 9, quận Thủ Đức, quận 2, Bình Thạnh, nếu lân cận thì nếu mọi người đang cần gấp cái cần này thì cứ báo Rạng cho Grab đi trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì sẽ đến mọi người. Thì phí mấy khu vực lân cận này phí nó lấy cũng rất là rẻ nha mọi người, cũng khoảng 30-40 ngàn là trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì họ sẽ mang hàng đến cho mọi người luôn. Còn mọi người ở các quận xa hơn hoặc là các tỉnh thì bắt buộc là phải ship code thôi. Hoặc là mọi người có thể đến shop theo cái địa chỉ ở phía dưới. Thì mình shop đang có đăng ký bên bản đồ á, mọi người cứ lên bản đồ và gõ Lê Rạng hoặc là đồ câu Lê Rạng thì nó sẽ chỉ đường cho mọi người đến tận shop luôn, mọi người đến xem hàng và ưng cây nào, ưng mẫu nào thì lấy thôi. Còn mọi người ở xa thì cứ cho rằng cái địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận, nó ba thông tin là bắt buộc phải có.
thì bên bạn sẽ gửi hàng đến tận nhà cho mọi người, và mọi người đến hàng đến thì mọi người yên tâm xem hàng và trả tiền cho người giao hàng. Rồi ok, mọi người đặt hàng thì liên hệ shop rạng để có được một cây cần cực kỳ chất lượng này nha mọi người. Ba mẫu cần đang hot của Cotline. Thế thì anh em vô hồ để ý cái mẫu cần dựng thế này bây giờ được anh em dùng rất là nhiều. Thứ nhất là nó rẻ hơn mà chúng ta bỏ tiền ra đi dựng một cây cần. Thì chúng ta dựng một cây cần thì phôi chúng ta chọn là những kia, nó mua phôi ít nhất phải phôi tốt tốt thì giá cũng ngoài 2 triệu hết nha mọi người. Còn công ty dạng nó dựng số lượng á, nó mua phôi thì số lượng nhiều nên giá nó sẽ rẻ hơn cho chúng ta tự lựa chọn phôi mà đi dựng một cây cần. Dựng ít nhất phải trên 2 triệu thì có thể đánh được, còn dưới 2 triệu là dựng không có luôn nha mọi người. Vì chúng ta mua phôi lẻ giá rất là đắt. Còn này công ty họ dựng cái số lượng rất là nhiều, một lần là mấy trăm cần á, rồi chia ra cho các shop bán nên giá nó sẽ được hạ xuống rất là nhiều. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ chia sẻ cái video ủng hộ kênh nha mọi người, và đừng quên subscribe đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, những sản phẩm mới mà bên shop rạng về. Ok, tạm biệt mọi người.